Nhưng bác xong thuốc ca này nhạt trong liếp xú tất cả phục mại bóng ổn ở lâu lục xây nhạc yên gần nhà chỉ tìm mẹ trái. Nơi thức ngắn ít khi bác xong bóng nông ở rộng phục mại bóng ổn mặc tạp đàn sạp ổng bì cho kỳ ta đi xây hào ra sạp ở trăm tháng ngày. Đại khi bác tăng tại thuốc ca đọc sẵn đang ăn chú nơi cậu buôn hào ra tù tìa chân xài đã là bầy chú mốt đòi lực rù đồng đài linh. Đối chí nét xong phục mại bóng ổn thuốc ca khám anh lấy xâm náng nâng xa thuộc trong nôn bầy đón. Rút xôn thuốc ca xe chanh phliếm đâm bay từ tù liếp thông chô bất tiết nâng xâm náng tam chọc luôn rồi hồn. Vì chứ này cũng mọi khách bèo dữ xôn tạm đàn sắp chứa mùi kinh bạc xam sập TV đối tỏ thờ. Cả mơ tự bệ đồn rút khung ca thuốc rộng ná rì ca phụ có một rộng bò rực xếp 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 ở lọc nét trời bạc ăn dục tạm tự bệ đồn rút ní. Cứ thay sao ní nâng ban sốc nâng chọc cháy nơi khăn tự tệ sần. Bà mơ tự bệ đồn sắp nơi thay sao ní phóng cầm cho dự trá tay tự đó vừa với bệnh khô và xa lại. Trong phút ca mơ tạm tùm nê cháy rứt khung ca ẩn cối ở miền xa đầy xuất này cháy mừng khô khung ca rực mừng khô ca rực xanh bệnh xếp xếp. Nâng bật trong tựa bàn chốc cháy không ca lên là bài ở vầy mùi nốt xô bằng côi nơi kháng tư tiện sân bài mộc tờ rộng tức bìa dọp. Tùm nít tì tha bà ca nạ bàn trọt bà tàm nì bật mến, bật chì miên chốc cháy cụm cỏ lạ thị xạ. Trong phút ca mơ tàm cơ bôn cạng cỏ bàn chiên cỏ lạ không ca chân đầm nà bì bà tép rạc cọp tạ đào chốc cháy nâng xảy xuất tay mùi thương ngay bình nực nông thương ngay sai nít. Bục mẹ bông ôn tờ đăng mong sốc mong cụ mong lít đi khẳng cào. Bà chân dầm nà bì bà chạp bì môn rồng níu thật đoàn mong bà mùi khẩn lạc bật tầm nì tì tha chì mong dục bật cư chì mong xôn mùi. Mình này khá ca thuê đầm nà được thuê chùm bông xem xế mình ổ lái chì bà xác mình cua thuê đầm nà chẳng ai lái. Hái bà thuê đầm nà cua bà giác trả ra cho cụ bông phót nực nông chẳng lọc mong nì. Bà chân dầm nà bì bà chạp bì mong bà mùi khẩn lạc đoàn mong đọc mùi bật nơi chẳng lọc mong nì cư chì mong xôn bốn. Mình này thay này trần lọc mong này cứ lọ nát thơ với nâng tựa bàn chốc cháy khi mình cổ cạch ở với ác chỗ bàn lại. Cứ mình tay tựa bàn nơi liếp bò đi bồ. Bà chênh dập nạp bếp tết chạp bì mong đọc mùi bắt đoàn mong bì được xíu cứ chỉ mong cạch khỏi bát. Chỉ mong ơn trái thơ chung gần rộng xì chung đột xem xếng mình cua chênh nơi mong này lái ác đừng trai bạch mong trọc xâm bắt ơn trái chi mình khàn. Rồi có mình trai bọt tôn rộng xì lại. Bạn chân dầm đạp bếp tết chạp bì mong bì rửa xíu đoàn mong pram lần nghế cư tự tê kì mình ở vầy sốc. Mình này tha mình ban tự tu liệt ở vầy lái hai con mình chụp cua ở vầy nụ đài. Bạn chân dầm đạp bếp tết chạp bì lần nghế mong pram tạ đoàn mong chô kênh vánh cư chì mong xôn bí. Chì mong sốc sáng phương thầm nà tà nà mộc ná cư ban xôn bỏ ná nực nông chân lọc mong nì. Nơi thay sáng nít xôn phương cạ buông xuống oi khai chì thang ngay liên cụ chân rái sẽ trở bài khai chì mất. Nâng trời chỉ thay đoàn liếp nâng trọc xâm bạch làng khu xâm rạp chân nằm tiền lập bí nì. Bạch chỉ bình tố xôn bộc mạng bóng phốn tạp đàn sạp nơi được xây chân nằm tiền lập bí chỉ mùi xăm sập thư vi chân nằm liên khiếm đôi tỏ tờ. Chân nằm chút cần đồ nôm liếp ốp bà ra chân chấm miên liếp miên chay ná. Mình mình đồng nghề chế trá nôm khỉa sẵn ngay rộp án xa tổ. Mong nền liếp xâm náng cứ mong buôn bất tật đoàn mong pram lần nghế. Bò nền liếp xâm náng cứ bò tật cớt nâng chiếm trụ. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch bập hay bạm phí nâng lệch xài sập bạm buôn. Xôm khám ơn lệch bạm buôn đôi ca sập bạm buôn dục liếp xâm bát áp y chôn. Nơi khổng thay đi nâng bật tiên xâm mặt mà hà xịt hấy. Mình liếp miên cháy, mình lời cho hô hí chấm bụ ơn lộp nét đầy cắt nam chụt. Nơi thường ngày nít đường để xây nghiệp làng quên đôi nít chia phê về lì lõ, xâm rạp lộ của nẻ ai, xâm rộng ca nghệ bàn bình tí. Bị bút tha phá lõ lõ nó cứ cầm bông rộng trăm lộ của nét chia lệch. Xâm rạp lộ của nét chia nẹ bà có một rộng bò rộng xì chuyên đô vánh, mình tha chuyên tì chất chân ngay cái đấy. Mình mình ở vấy mọc rèn xét tam dìa dì lời. Cứ ai bà mô phó chùm nố cho lọc bọc tẹo vánh giang cua chì tì bình chật. Chùm nách ai đương xa ha đồ viên pro nâng xây, cầm mông nâng cầm lọ nút. Có mình mình ở với chìa bánh hà chọt nồm ôi mình phép mong sáng không chật tề. Cứ nực nông thường ngay nít nẻ ai cho tụi bàn mình nô sở lãnh tham tiết khó thả bàn. Chúng nằm chứ lớn cô mình trai trên chấm, nôm liệp nôm cháy, nôm sập hẹn mong cố. Bất thân ai ở với cư tạng bàn xâm rách hai ả nà cốt khai cho nạc miền trốt sụt sụt. Mong này liệp xâm náng cư mong pram prất đa mong pram mô linh ít. Bố này liệp xâm náng cư bố xó nâng cửa hồm. Lệch này liệp xâm náng cư lệch muối nâng lệch xài sấp làm buồn.
សូមខមមិនលេខ168យុគលៀបសម្បត្តិអភិជនអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេម្ល៉េះហើយចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាការដើរផ្លូវឆ្ងាយបន្តិចពីព្រោះថាងាយទទួលរងគ្រោះច្រើនជាងសក់មួយដងសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញ គឺជួបបញ្ហាលំបាកខ្លះៗក្នុងការរកផលចំណូលហើយពិសេសលោកអ្នកអាចជួបក្រុមមនុស្សបង្កបញ្ហាណាមួយផងដូចនេះចូលចេះធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់មិនត្រូវប្រើកំហឹងទល់កំហល់បានឡើយប្រយ័ត្នរៀងតួតខ្លាចជារឿងធំវិញចំពោះសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើសិនជាមានចំនួនវិវាទហើយមិនកាត់គូដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលប្រយ័ត្នឈានដល់ការបែកបាក់ ឆ្នាំខាលខ្លានាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នះអស់មាសត្រូវបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតាច់បានសម្រេចនឹងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិខាប្តីឬក៏អភិជនចន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8ព្រឹកដល់ម៉ោង 7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ66សូមខមមិនលេខ 88សម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងផ្លូវថ្លានិងជួបតែក្តីសោមលាស់ច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុបការងារបានយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កានោះគឺតែងហុចមកវិញជានិច្ចចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺតែងអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគោលជាទីពេញចិត្ត ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពអែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំថោះទន្សាយមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 7ព្រឹកដល់ម៉ោង 7ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងសលេខនៃលេខសំណាងគឺលេខ78និងលេខ89សូមខមមិនលេខ989យកលេខសម្បត្តិអមមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះជួនចិត្តល្អជាងជួនឆ្ងាយព្រោះការចេញដើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបនឹងគ្រោះអាក្រក់ទេ ក៏នឹងបានត្រឹមតែបាត់ដៃទៅទេមកវិញផងចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមិនត្រូវចំណាយហួសពីលទ្ធភាពទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃឡើយប្រយ័ត្នធ្វើគុណបានទោះនឹងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតផងចំពោះមនុស្សសញ្ចេតនាគូស្នេហ៍ក្នុងខែនេះវិញប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលអាចធ្វើឲ្យចំណ
ដែលមានចំនួនមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងលេបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 69 និងលេខ 79សូមគមន៍លេខ 7រជិត 7យកលេបសម្បត្តិការប្តីចន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះលុយកាក់ល្អប្រសើរណាស់មានបន្ថែមខ្ទង់ចំណូលច្រើនទៀតផង ដូច្នេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដងរស្មីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញតិចតិចឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរត់ផលកម្រៃហូរចូលមួយមួយគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរចំណាយការធ្វើដំណើរតិចតិចឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងជួបផលស
ដែលបានធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថមហាសាលម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងសលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 21និងលេខ 98សូមខមមិនលេខ 198យកលាភសមត្ថអភិជននិងប្រទានសមត្ថមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់
នៅថ្ងៃនេះការងារលោកអ្នកមានការប្រែប្រួលប្រថុយញឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បានសឹងមិនទាន់ផងលោកអ្នកត្រូវនឹងនោហើយព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានទើបមិនបន្សល់ទុកលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយ សម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរលោកស៊ីជួញដូរនៅពេលនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាសត់សោយអតិថិជនអែផលកម្រៃទៀតសោតអ្នកខ្លះរោគបង្គ្រប់ឆ្នាំបាយសឹងមិនក្រាន់ផង បញ្ហាលុយកាក់វិញនោះបើមានប្រាក់ហើយកុំដឹងតែទុកគួររៀនវិធីចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមហេតុផលការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែរឿងរ៉ាវមិនសូវល្អនិងមានបញ្ហាច្រើនក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីមានការបែកខ្នងដាក់គ្នាច្រើនដោយសារតែភាពប្រជាប្រចាំកំពុងចូលលុកលុយ ឆ្នាំមីសេះមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចមកនៅលេបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៅលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៅលេបសំណាងគឺលេខ 9និងលេខ 63សូមកមិនលេខ 165យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព ចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមីរាល់កិច្ចការងារដែលលោកអ្នកបងប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតែងទទួលបានផលសម្រេចនិងរមែងបានជោគជ័យនិងរឿងល្អជានិច្ចគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការលំបាកនោះឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺអាចប្រមូលផលចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងគួរជាទីពេញចិត្ត និងបច្ចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងគឺតែងអាចសម្រេចចប់ចង់ចប់ដើមដោយក៏បំណងចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមដូចសមដងទេចំពោះមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រៀបដូចជាទឹកនិងត្រីនិរដូវខែវស្សាឆ្នាំមីប្រពៃមាសនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយសសក្តិខ្ពស់ មកនៅលេបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៅលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៅលេបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ59សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែ នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចទៅលើអ្វីមួយក៏ដោយគឺតែងហត់ផលល្អមកវិញគ្រាន់តែទីក៏ក្តៅដែរចំពោះការបំពេញការងារគឺមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងនិងតែងជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានភាពកក់ក្តៅល្អគួរសមណាស់ទាំងការជួយទីជិតឆ្ងាយគឺអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយក៏បំណង រីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមនោសញ្ចេតនាសក់អង្គើជាមួយគ្នាបន្តិចដូច្នេះត្រូវលេខពេលសម្រាប់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនឆ្នាំវកស្វានាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរីស័យខ្ពស់ណាស់ប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុតស្រមមកនៅលេខសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៅលេខសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៅលេខសំណាងគឺលេខ 11និងលេខ 91 សូមកំលែងតំបួនរយកសិបប្រាំបួនយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងភ្លឺថ្លានិងជួបតែក្តីសំណោះច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កានោះគឺតែងហុចមកវិញជានិច្ចចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺតែងអាចតាក់ ទៀងអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគោជាទីពេញចិត្តការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពអែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំរកាមួយនាំលេបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុតស្រមនិងយសសក្តិខ្ពស់ មកនៅលេបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់ពណ៌នៅលេបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងក្រហមលេខនៅលេបសំណាងគឺលេខ 61និងលេខ 69សូមកមិនលេខ 868យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យនិងលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកា ការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចង់ជោគជ័យត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងកាយចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានច្រើនជាងមុនកុំដោយសារតែផលប្រយោជន៍ចំពោះមុខធ្វើឲ្យខកខានឱកាសធំទៅថ្ងៃក្រោយ
Chấm nách lôi cả ca chai vía trời bài lơ bạc chấm nô rồi bọc luôn gồm chạc chì bệnh. Xâm rạp nạp bạc gọp một rồi bọc rục xì chuyên đồ với nợ bên ní. Ca chôn tì chạch ngài với bông sơ khổ bạc xa lái cô mình ca bạc giặt bạc giải bằng tết vì bố mình ta cổ mạng nô chăm bố rầm lúng đòi kê chân nền ní. Chấm nách ai mạng nô sự chạy tà ná mình ca nhô cho lòng bằng tết bằng tốt bằng đàl áo tàn tăng cho bạc khai kênh nè. Chnam cho sơn nọt nôm liếp chụp tài riêng lọ lọ khlung chì vất mình liếp mình xâm náng chụp tài mà nó chui trông chrén cư tài xâm lạch đồ kết đáy bùm nọ. Mong này liếp xâm náng cư mong pram prất đam mong pram mùi lực nhít. Po này liếp xâm náng cư po xó năng cờ hòm. Lệch này liếp xâm náng cư lệch càng sập ràm buôn năng lệch chất sập ràm bì. Xôm cầm anh lệch mở rơi học sập ràm bấy dục liếp xâm bắt áp hịt chốn lôi xô đọc xô đòm. Nâng bật tiên xa mặt mà hạ sẽ thấy, mình liếp miền cháy, mình lôi cho hồ hiếp, chấm phố ơn lộc này đầy cả chân em trò. Nơi thức ngay này đầy xa dì ơn lăng cấp phố chọc mọc rồi hốt, đột nít bọt phá lõ, xâm rạp lục này chọn bóng bánh càng như bánh bạc cá. Rất cả thua kích xa nâng giá ở vầy mùi phòng, cả rụt nơi mình phép xô cả đống lăng cấp phố xa xa lục này bật xa của xóm. Xâm rạp lục này bật cơ và bỏ rục xì chuyên đô bánh tù bạc trong trên thua chùm nôn thì chết ngái cứ phò cầm rai hụt mọc bánh của xóm phòng. Bọn ta dặn ná lời cạc ca nẹt đáy mình sơ chọp tế cứ tay hụt lê trên tàu bánh ọt ọt bồng khơn xe xò lời. Cả thua đầm ná thì chết ngái chụp sạc rây sọc xem sáng tàng bê tất đang thật lập mọc bánh rì ai bánh hà sạc rây 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 Chnam kul chrup mantrai chan chấm thua kach ka awai muay nea tai min kam nat chreth thla hai prathna awai kyu tai ban samrach chinech. Ba thua ka toch thom vinh nuh min ta nea kom tro tom nuk bom rong sop krup baep yang. Mong nea leep samnang kyu mong buon prat da mong pram pal ngit. Po nea leep samnang kyu po ko hom nang bai tong. Leep nea leep samnang kyu leep chet sap ram pi nang leep bat sap ram bai. Xôm cầm anh lệch, bàm bày rơi cao sập ràm buôn, dục liếp xâm mắt xâm bờ luồng. Nâng bật tiên xâm mắt mà hà sẽ thấy, mình liếp mình cháy, mình lôi cho hồ hế, chấm phố ơn lục nét để cắt chân em cồn. Càng nghe lục xì chuyện đô nơi tay cả cọp lò đạt đá tế, nông thường ngày nít tu chi lục nét bật cọp càng nghe ở vầy cả đáo cư trời nhộp lại nhộp trường mình tích. Bố hoặc càng lõ mình miên tràn to tự tiệt lời, hai co mình trời miên chất sẽ sớt phong đài. Nông thường ngày nít đá lúc nẹ có chìa một nụ phụ cài khăn xùm đầy vừa hà khăn khla mà nẹ đá. Rú ba tu chìa ba nị dây xa đây ở vầy cả đó. Có tay mình kê cho chất sạp năng trong tạp thuật ta bằng cọ bình chiếc thịt phòng. Các bình nít ba lúc nẹ mình đồng nát tờ nà mọc ná cư bọc gọp ta sẽ gây sọc xem sáng tàng bè ta năng tạp mọc bình. Trong nay chúng nó xin chất tờ nà cư xoa mơ phẹt ở dìa khung khai đi hù vánh mình phịp lọc lỡ ơn lọ nà. Tư ngôn liệp xùm rạp lúc Bạn bộc mạng bóng phố này thì hào ra xa nơi thường ngày này đó thì bình chốc xôm thua ca ạ chí xa ráy rồi cầm hồ chí cốm để cạt miền làng khăn ông lông bê này giấy đau ạ chê tà nà. Hai cái xôm thua ca bông xuống đó là cổ vật thuộc xa sật phong tiền phương nơi khăn ông lục ní. Xôm ôi ôn lục nét đai cầm bông tu xa ná nâng chạch subscribe chụp tài liệp xâm nàng trọc thôn dư sắc. Nâng bộ bình tại đôi xa phẹt bằng cố chỉ riêng rồi hột. Xong thua ca cảm ơn xa thuộc chồng nôn bạch đón. Nâng thua ca xe chanh muối đạm bây từ tù liệp xâm náng tên ổn nỉ. Khân ạp bên hít đá khiêm bát xam sập theo ví ca xôm ọ côn xôm chùm riệp liền.